Có một vùng núi non hùng vĩ, sơn quần thủy tụ, nằm khuất bên sườn tây của dãy Hoàng Liên Sơn. Miền đất đó có núi rừng trùng điệp, tài nguyên thiên nhiên rừng phong phú, đẹp như một miền cổ tích. Miền đất của di sản văn hóa tộc người đậm nét, chất lọc từ cuộc sống, bền chặt với thiên nhiên, khát khao vươn tới cái đẹp và thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên. Nơi đây cũng là mảnh đất kiên cường trong các cuộc trường chinh chống giặc xâm lăng, viết lên khúc tráng ca kiêu hùng, vang vọng từ quá khứ, nối liền hiện tại và hướng tới tương lai. Miền đất đó, con người đó là Mù Cang Chải. Với các di chỉ khảo cổ học đã phát hiện được thì con người đã từng cư trú tại Mù Cang Chải cách đây khoảng 1 vạn năm, thuộc văn hóa Hòa Bình. Nhưng những cư dân chủ yếu là người Mông cư trú ở đây từ khoảng đầu thế kỷ 18. Trải qua các thời kỳ lịch sử, miền đất Mù Cang Chải có nhiều biến động về địa giới hành chính. Tuy nhiên, bước ngoặt trong lịch sử Mù Cang Chải là ngày 18 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 606 thành lập Châu Mù Cang Chải trong khu tự trị Thái Mèo. Ngày 2 tháng 7 năm 1957, Ban chấp hành khu Tây Bắc ra quyết định thành lập Ban phụ trách Châu Mù Cang Chải, đồng thời cử đội công tác đến Mù Cang Chải để xúc tiến việc xây dựng bộ máy hành chính Châu, xây dựng cơ sở đảng và phát triển đảng viên, mang chức năng như một tổ chức đảng. Vì vậy, ngày 2 tháng 7 năm 1957 được chọn là ngày thành lập Đảng bộ huyện. Nhiệm vụ thành lập Châu được đội công tác tiến hành rất khẩn trương. Đến ngày 18 tháng 10 năm 1957, Châu Mù Cang Chải chính thức đi vào hoạt động như một đơn vị hành chính và ngày nay được chọn là ngày thành lập huyện. Ông Giàng Xấy Sinh, sinh năm 1932, nguyên bí thư huyện ủy Mù Cang Chải và cũng là bí thư chi bộ đầu tiên tại xã Púng Luông, vẫn còn nhớ rất rõ bước chuyển rất nhanh, phù hợp với yêu cầu công tác đảng tại miền núi lúc bấy giờ. Chi bộ đầu tiên ở Mù Cang Chải, theo tôi nhớ đó, là cái chi bộ Mô Dề đầu tiên. Từ lúc tôi đi sinh hoạt năm 59, tôi đi sinh hoạt chi bộ Mô Dề đấy, thì có 3 đồng chí đảng viên thôi. Tôi nữa là 4 người, 4 đồng chí sinh hoạt đấy. Thì đến năm 60 thì sau khi Púng Luông đã thành lập một tù đảng và trở thành chi bộ thì tôi quay về làm bí thư ở Púng Luông. Cứ tính từ năm 60 trở lại đây thì cứ mỗi một ngày đời sống đồng bào nó sướng hơn, đồng bào cảm ơn đảng chính phủ. 65 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ huyện đã trải qua 19 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội đánh dấu những bước phát triển mới của tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đội ngũ đảng viên đã được phát triển cả về số lượng và chất lượng, được trưởng thành qua thực tiễn. Đến nay 100% các bản đã thành lập chi bộ. Đảng bộ huyện hiện có 32 đảng bộ chi bộ trực thuộc với 177 chi bộ cơ sở và trên 3.000 đảng viên. Cuộc sống của bà con là thay đổi rất nhiều. Đấy, từ những cái ngôi nhà sàn ọp ẹp, bây giờ là thấy những cái ngôi nhà nó khang trang, sạch sẽ. Bà con không còn tình trạng là đói giáp hạt. Lịch sử là một dòng chảy bất tận. Thế nhưng trong một lát cắt của lịch sử, 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, lớp lớp các thế hệ cán bộ lãnh đạo trung kiên và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải kiên trì, bền bỉ, vượt lên mọi khó khăn, từng bước loại bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, tự đổi mới mình để xây dựng và phát triển. Vẫn đất này, con người này, nhưng diện mạo của huyện và đời sống của nhân dân Mù Cang Chải nay đã khác xưa rất nhiều. Năm 2020, bình quân lương thực đầu người của huyện đạt trên 700 kg. Thu nhập bình quân của người dân trong huyện đã đạt mức 20,4 triệu đồng. Đó là bước tiến rất dài so với năm 1991 khi mới tách tỉnh. Cội nguồn cho sự thành công này phải bắt đầu từ câu chuyện xảy ra khoảng 30 năm trước, mà giờ đây ít người nhắc tới. Đó là công tác định canh định cư
vận động đồng bào Mông Thái không du canh du cư, phá rừng làm nương theo tập quán cũ, mà ổn định nơi ở, khai hoang ruộng bậc thang và làm thủy lợi. Nhờ có chính sách này, hệ thống các trường lớp, trạm xá, nhiều tuyến đường dân sinh, các công trình thủy lợi được xây dựng. Điều đáng kể nhất là diện tích ruộng bậc thang của huyện không ngừng tăng từ 800 hectare năm 1960 lên tới 1.500 hectare vào năm 1981 và trên 4.570 hectare hiện nay. Đó cũng là những cánh đồng ruộng bậc thang được tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới When on Earth đánh giá có vẻ đẹp tinh tế và hút hồn nhất, độc đáo hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Tiếp sau chương trình định canh định cư là các chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà rột nát, dụng cụ chứa nước sinh hoạt, hỗ trợ giống cây trồng và vật nuôi để người dân yên tâm có điều kiện để phát triển kinh tế. Hiện tại, huyện Mù Căng Chải đang tiếp tục triển khai chương trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đây được coi là việc làm rất ý nghĩa giúp người Mông gắn bó bền chặt với mảnh đất quê hương. Với cái sổ đỏ này thì trước thì không có, sau này thì nhà mình nó hỗ trợ, nhà mình nó cái sổ đỏ, coi như là cái nhà này này. Thì sau này coi như là nhà mình nó thu hồi cái gì để làm cái công trình gì thì có cái sổ đỏ làm căn cứ. Để nâng cao hệ số sử dụng đất và giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, đồng thời thu hút được các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, Mù Căng Chải tích cực đưa các giống cây trồng mới vào thử nghiệm và đã đạt được kết quả tốt như cây cải dầu, cây lúa mì, lê Đài Loan, sơn tra ghép, hồng giòn, hoa hồng. Tức là mình được hai nguồn thu nhập. Vâng ạ. Một là mình cho hợp tác xã thuê đất. Vâng. Thứ hai là mình lại làm nhân công, làm sản xuất cho hợp tác xã như là công nhân đấy, đúng không? Dạ, đúng không? Giám đốc hợp tác xã. Dạ, dạ đúng ạ. Đó, thế thì như thế là rõ ràng là hiệu quả hơn rất là nhiều này, đúng không? Vâng ạ. Trước đây là mình phải đi tìm giống này, xong rồi mình lại phải lo chăm sóc thế nào này, xong rồi đi bán thế nào, đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ tất cả những việc đấy là hợp tác xã lo, đúng không? Vâng ạ, vâng. Chỉ bỏ công ra và làm thôi. Bắt nhịp với xu hướng của thị trường, Mù Căng Chải đã bước đầu xây dựng một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sản xuất theo hướng hàng hóa như sơn tra, mật ong, gà đen Mù Căng Chải, đưa giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt trên 565 tỷ đồng. Mỗi bước tiến như vậy là một bậc thềm vững chắc để nông nghiệp và nông thôn Mù Căng Chải tiến lên. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan sau khi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và thăm các mô hình kinh tế phát triển theo hướng hàng hóa tại xã Nậm Khắt đã nhận xét. Xây dựng nông thôn mới phải kiên trì xây dựng từ quy mô nhỏ để tạo ra các ngôi làng điển hình và dần dần lan tỏa ra quy mô lớn hơn. Và Yên Bái đang xây dựng nông thôn mới đúng hướng. Song song với ổn định dân cư, Mù Căng Chải cũng kiên trì và bền bỉ trong vận động thuyết phục đồng bào người Mông cải tạo và xóa bỏ được nhiều tập quán phong tục lạc hậu trong sản xuất và trong đời sống, sẽ cản trở đến sự phát triển của huyện và sự tiến bộ của người dân, như không trồng và sử dụng cây thuốc viện, bỏ việc sinh nhiều con, bỏ việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, người chết không để lâu trong nhà và phải đưa vào quan tài, ốm đau đi viện không thờ cúng tại nhà, hay vận động người Mông ăn chung một Tết. Với chủ trương đúng, cùng sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Mù Căng Chải đã từng bước vận động thành công và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Cái người cán bộ để đi thuyết phục này phải là những người mà nó cũng phải là, thứ nhất là phải hiểu biết với cái phong tục và tập quán, phải có trình độ, phải có uy tín đối với những người mà già làng trưởng họ, và đặc biệt là những người này phải biết rằng mình đang nói chuyện, đang thuyết phục đối tượng của mình là người già làng, dòng trưởng dòng họ, người đó có học thức ở cấp độ như thế nào. Thật là thiếu sót nếu nói đến sự đổi thay của Mù Căng Chải mà không nói đến giáo dục. Những năm đầu thành lập huyện, Đảng bộ huyện đã phải mất rất nhiều năm để giải bài toán khó, xóa mù chữ cho gần 100% nhân dân và phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ em trong độ tuổi đến trường. Năm 2003, mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đã được hoàn thành. Năm 2007, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non đúng độ tuổi.
năm 2014, thực hiện đề án sắp xếp lại mạng lưới quy mô trường lớp đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn. Mù Căng Chải mạnh dạn loại bỏ những biểu tượng giáo dục một thời như giáo viên cắm bản, lớp học mở tận thôn để tập trung thầy trò về trường trung tâm. Thành công trong thực hiện đề án này không chỉ thể hiện quyết tâm của Đảng bộ huyện mà còn khẳng định sự thay đổi lớn về tư duy của người Mù Căng Chải. Chỉ có giáo dục mới là chìa khóa để thay đổi tương lai. Bắt đầu từ nghị quyết 14 Đảng bộ tỉnh với mục tiêu lấy công nghiệp là khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tiềm năng thủy điện đã bắt đầu được khai thác, liên tiếp các nhà máy thủy điện được khởi công xây dựng và đi vào hoạt động. Đến nay trên địa bàn huyện có 5 nhà máy với công suất thiết kế 89,5 MW, đóng góp trên 50% thu ngân sách của huyện. Chưa bao giờ Mù Căng Chải có được sự đổi thay mạnh mẽ như hiện nay. Trung tâm huyện được quy hoạch đầu tư xây dựng khang trang với các công trình phúc lợi công cộng, sẵn sàng phục vụ tốt cho các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân. Mù Căng Chải cũng đã tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh để nâng cấp các tuyến đường giao thông trọng yếu. Quốc lộ 32 tuyến giao thông trọng yếu nối Mù Căng Chải với Lai Châu, đường tỉnh lộ 175B đi Ngọc Chiến, Sơn La. Các tuyến đường đến trung tâm xã đều đã được thông suốt và êm thuận. Tuyến đường nối giữa Mù Căng Chải với cao tốc Nội Bài Lào Cai đã được khởi công. Và vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm thành lập huyện này, tuyến đường vành đai thị trấn chính thức được khởi công. Đây là tuyến đường quan trọng góp phần nâng cấp đô thị, thúc đẩy thương mại và du lịch huyện. Phát huy nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và các nhà hảo tâm, đến nay 100% các bản đã có đường xe máy và đang từng bước được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, liên kết vùng và phát triển du lịch của địa phương. 80% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Tất cả 14 xã thị trấn đều được phủ sóng điện thoại và mạng Internet. 10 trên 14 xã được đầu tư đạt chuẩn về y tế xã. Phải thực sự gắn bó với vùng cao, hay chỉ ít là những người con sinh ra, lớn lên trên miền sơn cước Mù Căng Chải, mới thấy hết được sự đổi thay trên mảnh đất này. Hơn 20 năm trước, hành trình lên với Mù Căng Chải khiến nhiều người phải ngần ngại. Giờ đây, vẫn những cung đường đèo dốc quanh co hun hút đó lại đang rộn ràng bước chân du khách hăm hở kiếm tìm. Vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, nhịp sống dân dã cùng nền văn hóa tộc người đặc sắc đã trở thành tiềm năng lớn, một hướng đi phát triển kinh tế đầy triển vọng để Mù Căng Chải khai thác theo hướng biến di sản thành tài sản, tạo sức bật cho Mù Căng Chải vươn lên. Chót vót non cao thảm lúa vàng, ai chờ nước về treo đỉnh dốc, để đời còn đó ruộng bậc thang. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải và chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Căng Chải, Yên Bái. Triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đầy sáng tạo chủ trương phát triển du lịch của tỉnh, Đảng bộ huyện đã nhanh nhạy trong đón bắt được thời cơ, đề ra mục tiêu phấn đấu trở thành huyện phát triển xanh, là địa danh du lịch bản sắc, an toàn, thân thiện. Huyện Mù Căng Chải đã xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đó là ruộng bậc thang mùa nước đổ, ruộng bậc thang mùa vàng. Là các điểm ngắm ruộng bậc thang riêng có như đồi mâm xôi, võng lúa, sống lưng khủng long. Là các điểm đến độc đáo khám phá các đỉnh cao Tây Bắc như Mồ Dề, Búng Luông, Phu Ba, Lùng Cúng, Phình Ngài. Là các hoạt động trải nghiệm khám phá nét độc đáo trong văn hóa tộc người như lễ mừng cơm mới, nghệ thuật xe lanh dệt vải, nghệ thuật vẽ sáp ong, thêu thùa, may vá, đến tầm điêu luyện. Là các nghề thủ công truyền thống như làm khèn, rèn dao. Trước khi đến thì rất là nôn nao để khám phá, và khi đến rồi thì cảm giác rất là hạnh phúc bởi vì cái thiên nhiên nè, cái nét đẹp rồi nó làm cho mình cảm giác là thoải mái. Bắt đầu từ năm 2019, lần đầu tiên nhiều sự kiện văn hóa có quy mô lớn được tổ chức tại huyện,
như hội diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục các dân tộc, các hoạt động văn hóa thể thao mừng Tết Độc Lập 2 tháng 9, chợ phiên, hội thi múa khèn, múa khăn. Đó là những lực hút mạnh mẽ để kéo chân du khách đến với mảnh đất này. Bảo tồn văn hóa không phải là đem các hiện vật vào viện bảo tàng hay làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, mà những nét văn hóa ấy phải được bảo tồn trong chính hoạt động kinh tế và xã hội, từ đó kích hoạt các giá trị mềm để nâng cao đời sống nhân dân. Những năm gần đây, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Mù Căng Chải là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân. Thực hiện mô hình này, trực tiếp các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện, một tháng ít nhất 2 ngày cuối tuần phải xuống thôn bản để lắng nghe, tiếp thu ý kiến từng hộ dân, cùng dân lao động sản xuất, khơi dậy nội lực tại cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cái ngày của tổng cộng dân này là tức là nhưng bây giờ là trở thành cái ngày phong trào. Bà con cảm thấy là cán bộ đều tham gia cả rồi thì nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ mà tham gia đầy đủ. Những ngày diễn ra hoạt động cuối tuần cùng dân thực sự là ngày hội lớn ở cơ sở. Gần dân để hiểu dân, để biết cái dân yếu, để hiểu cái dân cần, để giúp dân cái dân khó, để giải đáp những câu hỏi từ cuộc sống, phát huy tinh thần trách nhiệm và khơi dậy sức dân trong xây dựng cuộc sống. Những cái kết quả đạt được trong 65 năm qua thì bên cạnh cái sự lãnh đạo rồi là cái hạt nhân chính trị của ban chấp hành đảng bộ huyện, rồi là sự đoàn kết, sự chung tay của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, thì còn một yếu tố nữa hết sức quan trọng, đó là cái sự nỗ lực cố gắng, hy sinh rồi là vượt qua mọi khó khăn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo rồi là cán bộ đảng viên trên địa bàn, đóng góp vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội rồi là xóa đói giảm nghèo. Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19 đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, năm 2030 không là huyện nghèo. Đúc rút từ thực tiễn của một đảng bộ trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, được tôi rèn qua nhiều năm tháng cam go của một huyện anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc và làm tốt bài học về vận động khơi dậy sức dân. Và khi ý đảng lòng dân đã là một, thì mục tiêu đó có đầy đủ cơ sở để thành hiện thực. Mù Căng Chải ngày mới, thời cơ mới, dấu ấn phát triển mới trên hành trình đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Em ơi cùng anh về nơi cổng trời. Anh ơi cùng em về nơi ngàn thông sao. Chập chùng bay, chập chùng núi, chờ phiên tấp nập nơi phố huyền trong mơ.